79 sự thật thú vị về xứ sở hoa anh đào khiến bạn bất ngờ, ngơ ngác, bật ngửa luôn. Những cái bộ truyện anime lừng lẫy thế giới, một quốc gia siêu cường với tinh thần xây đắp hồi phục kinh tế sau những thảm họa thiên tai. Hoa anh đào tươi thắm sắc hồng cùng mùi hương nhẹ nhàng, khoan khoái. Tinh thần võ sĩ đạo nghiêm khắc, giáo điều và tất cả những ứng dụng công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới. Nhắc đến những chi tiết ấy, bạn đoán đó là quốc gia nào? Và đương nhiên rồi, không gì khác đó chính là Nhật Bản, một đất nước trở thành niềm mong ước đặt chân đến của rất rất nhiều người. Nơi đây có vô vàn những điều thú vị mà có lẽ bạn chưa biết hết được. Hãy tìm một chỗ ngồi thật là êm ái để xem video này, bởi bạn sẽ bị bay mất não khi xem xong, và lòng luôn cả một số bộ phận nữa chứ. Cùng ta gà khám phá nhé. Số 1. Thịt ngựa sống là món ăn rất là phổ biến ở Nhật Bản. Nó có tên gọi là Basashi, được thái lát mỏng và ăn sống. Số 2. Hơn 70% nước Nhật là núi. Nước này cũng có tới hơn 200 ngọn núi lửa liền. Số 3. Một quả dưa lưới sống dưa ruột vàng có thể bán được hơn 31.473 yên, tức là 300 đô ở Nhật. Hoa quả thì đắt thôi rồi luôn. 4. Tỷ lệ biết chữ ở Nhật Bản là 100%. Số 5. Nhật Bản thì có cả những chiếc máy bán bia tự động. Số 6. Người Nhật có tuổi thọ trung bình cao hơn người Mỹ 4 tuổi. Có lẽ là người Mỹ nên ăn nhiều Basashi hơn. Số 7. Cạo đầu là một hình thức để nói lời xin lỗi ở Nhật. Số 8. Nhật thì là quốc gia có tỷ lệ giết người thấp thứ 2 thế giới, song lại là nơi khu rừng tự sát cực kỳ ma quái có tên là Aokigahara. Bộ xương trong ảnh được chụp từ khu rừng này. Số 9. Nhật Bản có 15 người đoạt giải Nobel trong lĩnh vực y học, hóa học và vật lý. 3 người nhận được huy chương Fell và 1 người đạt giải Gold về toán học. 10. Theo truyền thống, các võ sĩ sumo trẻ phải tắm rửa những võ sĩ già. 11. Nhật Bản có tận 6.800 hòn đảo liền. 12. Văn hóa thời đồ đá cũ từ khoảng 3.000 năm trước công nguyên được cho là nền văn hóa đầu tiên của Nhật. 13. Các bộ phim và chương trình hoạt hình chiếm 60% loại hình giải trí ở nước này. Hoạt hình ở Nhật Bản thành công lên mức có gần 130 trường dạy diễn xuất bằng giọng nói ở đây, hay đơn giản gọi là lồng tiếng đấy. 14. Trong quá khứ, hệ thống tòa án Nhật Bản có tỷ lệ kết án rất là cao, 96,69%. 15. Tù nhân Nhật Bản tính tới năm 2003 hoạt động trung bình bằng 117% năng suất lao động của họ. 16. Cách xây sàn nhà sẽ cho thấy khi nào bạn nên bỏ giày hoặc dép ở bên ngoài. Ở lối vào một ngôi nhà ở Nhật, sàn nhà thường được xây cao hơn khoảng 15,24 cm. Điều này cho thấy rằng bạn nên bỏ giày và đi dép. Nếu một ngôi nhà có thảm tatami, sàn lại có thể được nâng lên từ 2,54 tới 5,08 m. Điều này thì cho biết bạn nên bỏ dép rồi đấy. 17. Người Nhật có sở thích uống cà phê. Tổng nhập khẩu cà phê Nhật bằng khoảng 85% sản lượng cà phê của Jamaica. 18. Hầu như là không có nhiều người nhập cư ở Nhật, 98% là dân bản địa. 19. Sumo là môn thể thao truyền thống của đất nước mặt trời mọc, cái này ai cũng biết. 20. Còn nếu bạn chưa biết thì bóng chày cũng là môn thể thao phổ biến ở quốc gia này, bởi sự ảnh hưởng của Mỹ ở sau Thế chiến thứ 2. Bạn nghĩ là những sự thật trên đã là kỳ lạ lắm rồi. Chưa đâu. Và sâu xa nữa, GAV đang chơi anh em ở phía dưới. Hãy nhớ comment điều bạn thấy thích thú nhất. 21. Ở Nhật, người ta coi ăn mì phát ra tiếng là thể hiện sự thích thú và gián tiếp khen người nấu. 22. Có hơn 1.500 trận động đất xảy ra mỗi năm, và hầu hết là những trận động đất nhỏ mà thôi. 23.
Tsukiji là chợ cá lớn nhất ở Tokyo và có khoảng 2.000 tấn cá biển được tiêu thụ mỗi ngày. Con số rất là lớn đúng không? 24. Thịt cá voi không phải đặc sản tại Nhật, nhưng mà chúng vẫn bị săn bắn để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 25. Ở Nhật thì karaoke có nghĩa là hát chay mà không hề có dàn nhạc. Kỳ lạ chưa? 26. Hầu hết các cây ATM ở Nhật đều không chấp nhận thẻ ATM nội địa của nước khác. Nếu muốn sử dụng, bạn bắt buộc phải đến bưu điện. 27. Để trở thành một đầu bếp chế biến Fugu chuyên nghiệp, phải trải qua 11 năm huấn luyện. Fugu là nghệ thuật chế biến cá nóc, kỹ năng đỉnh cao đầu bếp Nhật Bản. Các đầu bếp Fugu sẽ phải ăn những con cá do chính tay mình chế biến trong suốt quá trình đào tạo nếu muốn vượt qua khóa huấn luyện. Tôi đang tự hỏi là với những đầu bếp mới, ăn vào không chết luôn thì không biết là làm sao. 28. Geisha có nghĩa là những người biểu diễn nghệ thuật, và những geisha đầu tiên ở Nhật thực chất đều là nam giới. 29. Nhiều công ty ở Nhật có những bài tập thể dục buổi sáng cho nhân viên của mình. 30. Cách đây tận 30.000 năm trước công nguyên, những người đầu tiên đã di cư tới quốc gia này. 31. Theo luật của Yakuza, một tổ chức mafia của Nhật, nếu phạm lỗi lần đầu, kẻ mắc tội sẽ bị chặt đốt cuối cùng của ngón tay út. 32. Một sự thật thú vị là cứ 200 phụ nữ Nhật lại có một người đã từng xuất hiện trong phim khiêu dâm. Chỉ tính riêng số lượng diễn viên nữ muốn gia nhập đóng phim người lớn tại Nhật đã lên tới con số cực kỳ là khổng lồ, khoảng 6 đến 7.000 người mỗi năm. 33. Có hơn 10.000 nữ diễn viên hoạt động trong ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản, nhưng mà các diễn viên nam phục vụ cho 10.000 người đẹp lại chỉ có 70 đàn ông mà thôi. Một sự chênh lệch quá lớn khiến nhiều người đều cảm thấy sốc khi biết điều này. Quả thật là thiên đường cho những diễn viên nam đúng không nào? 34. 23% dân số Nhật đã trên 65 tuổi rồi. 35. Dân số thủ đô Tokyo là khoảng 13 triệu người. 36. Tokyo là thành phố đắt đỏ thứ 2 trên thế giới. Đắt nhất là quốc gia nào và thành phố nào? Bạn nào biết thì hãy comment ở dưới cho tất cả mọi người về nhé. 37. Sushi được coi là món ăn đường phố. 38. Con cá ngừ đại dương đắt nhất thế giới được bán ở Nhật với giá 735.000 đô. Quá là nhiều tiền đi mà. 39. Xì mũi ở nơi công cộng bị coi là hành động thô lỗ. 40. Ở Nhật có những cửa hàng cà phê chó và mèo cho những ai yêu hai loài vật này. 41. Nhật Bản tự hào là nước có chế độ quân chủ lập hiến lâu đời nhất thế giới. 42. Ngoại ngữ duy nhất và bắt buộc tại trường học ở Nhật chính là tiếng Anh. 43. Nhật Bản có tên gọi khác là đất nước mặt trời mọc. Cái này ai cũng biết rồi, cho vào làm quái thì không biết. 44. Ở Nhật thì trước khi bạn bước vào bồn tắm, bạn phải rửa cơ thể mình trước bằng nước sạch, sau đó mới được ngâm mình trong bồn tắm. 45. Khi bạn tới Nhật, nếu không sử dụng khẩu trang ở ngoài đường, người Nhật sẽ cau mày và nghĩ bạn là một người không lịch sự và cảm thấy đầy khó chịu, rồi không muốn tiếp xúc gần với bạn nữa. Vì vậy, cái việc sử dụng khẩu trang là khá quan trọng tại Nhật, kể cả khi chưa dịch bệnh. 46. Thơ haiku của Nhật là thể loại thơ ngắn nhất thế giới, vỏn vẹn có 3 dòng mà thôi. 47. Nhà vệ sinh ở Nhật ngoài kiểu truyền thống còn có kiểu hiện đại nữa. Chính vì vậy bạn nên hỏi kỹ cách sử dụng nếu không muốn gặp cảnh giờ khóc giờ cười. Giờ đi ở đây cũng là cả một nghệ thuật đấy. 48. Nhật ngăn cấm việc nói chuyện điện thoại trên tàu điện và xe buýt. Ngồi trong tàu điện hay xe buýt ở Nhật lúc nào cũng yên tĩnh, y như trong một thư viện vậy. Mọi người đọc sách, nghe nhạc
nhắn tin, làm việc ngủ gật, nhưng mà không ai gây ồn ào hay làm phiền cho người khác. Nếu mà có nói chuyện thì cũng rất là nhỏ nhẹ và khẽ khàng mà thôi. 49. Một điều thú vị nữa ở Nhật, đó là dù không cho tiền tip, bạn vẫn được cung cấp những dịch vụ tốt nhất và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhân viên. 50. Đất nước này có thang quấn ngắn nhất thế giới, chỉ với 5 bậc mà thôi. Thang quấn này được đặt ở tầng hầm của cục lưu trữ Kawasaki. 51. Có một công việc kỳ lạ gọi là đẩy mọi người lên tàu điện ngầm. Bởi vì tàu điện ngầm ở Nhật có nhiều hành khách trong giờ cao điểm đến nỗi có những công nhân đặc biệt gọi là Oshiya, người mà đẩy tất cả mọi người lên tàu. Những Oshiya đầu tiên là những sinh viên đi làm thêm. 52. Tên của kẹo KitKat trong tiếng Nhật nghe gần giống với Kitokatsu, dịch ra là chắc chắn bạn sẽ thắng. Đó lý do tại sao chúng thường được tặng học sinh như một món quà cầu may trước tất cả kỳ thi. Cũng như nhiều loại thực phẩm khác, KitKat Nhật Bản có rất nhiều hương vị kỳ lạ như là ớt, wasabi cho đến trà xanh và lê. 53. Nuôi thú cưng ở Nhật là một việc tốn kém tương đương với việc mua một chiếc ô tô mới. Sau đó trẻ em ngày càng được cung cấp nhiều robot đồ chơi bắt chước vật nuôi ở trong nhà. 54. Kem thì có nhiều hương vị khác nhau, nhưng những người sành ăn chắc chắn nên thử kem Nhật Bản vì tất cả sự đa dạng của nó. Điều đáng ngạc nhiên không phải là bạn có thể tìm thấy kem với hương vị của mì, bia hay thịt ngựa, mà là nó được bán ở mọi góc phố và có nhu cầu cũng rất là lớn nữa. 55. Ở trong Thế chiến thứ 2, một số con thỏ được đưa đến đảo Okunoshima để nghiên cứu khoa học bí mật. Chương trình này sau đó bị hủy bỏ và những con thỏ được thả ra. Giờ đây, hòn đảo này thu hút hàng nghìn khách du lịch và đang tràn ngập những sinh vật đáng yêu này. 56. Với vị trí địa lý chiếm hơn 70% diện tích Nhật Bản là núi, trong đó thì có tận 200 ngọn núi lửa và gồm hơn 6.800 hòn đảo như nói ở trên, khiến Nhật Bản là một trong những quốc gia xảy ra nhiều thiên tai nhất thế giới. Hàng năm động đất và sóng thần cướp đi bao nhiêu của cải và thậm chí là con người nơi đây. Ước tính là mỗi năm, Nhật sẽ phải chịu 7.500 trận động đất nhẹ. Riêng Tokyo có đến 150 trận. Vậy thì đâu là nguyên nhân chính dẫn đến việc Nhật Bản vẫn trở thành một nước có nền kinh tế phát triển và đầy quyền lực như bây giờ? Hãy nhớ comment ở dưới phần bình luận nhé! 57. Về luật pháp, Nhật Bản là đất nước hệ thống tòa án với tỷ lệ kết án cao là 99%. Và nhà tù hoạt động mức trung bình với công suất 117%. Cái này thì nói ở trên rồi nha, nhưng mà điều mới này. Vì vậy mà người Nhật luôn để ý từng hành vi của mình và luôn sống trong khuôn khổ để tránh vi phạm pháp luật đến mức thấp nhất. 58. Vóc dáng đối với nam thì người Nhật có chiều cao trung bình 1m71 trở lên, nữ giới là 1m58 trở lên. 59. Tuổi thọ trung bình nam giới là 78 tuổi, nữ giới là 85 tuổi. 60. Ở cấp độ cá nhân, con người Nhật Bản được đánh giá chủ yếu dựa trên học vấn, chứ không phải địa vị gia đình, địa vị xã hội, thu nhập. 61. Trong đời sống người Nhật, tập thể đóng một vai trò rất là quan trọng. Sự thành công, thất bại trong mắt người Nhật đều là chuyện chung của nhóm, mọi thành viên ở trong nhóm. 62. Người Nhật không thích đối đầu với người khác. Họ chú tâm gìn giữ sự hòa hợp đến mức nhiều khi lờ đi sự thật. Bởi dưới con mắt người Nhật, việc giữ gìn sự nhất trí, thể diện, uy tín là vấn đề cốt tử. Bởi thế mà nhiều người nói rằng người Nhật có vẻ hơi giả tạo. 63. Hàng xóm sẵn sàng khiếu nại nếu mà có ai đó bước chân mạnh. Ghê chưa, ghê chưa. 64. Không thể giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại. 65. Người Nhật chia mọi người thành hai nhóm, Uchi và Soto. Uchi là vòng tròn bên trong, chỉ những người thân cận, bao gồm thành viên gia đình, người thân, bạn bè thân thiết hoặc đồng nghiệp lâu năm. Phần còn lại là Soto. Hai nhóm này rất là khác nhau, đến nỗi người Nhật còn dùng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau để mà gọi họ.
và để mà chuyển từ Soto sang Uchi sẽ mất rất nhiều thời gian. 66. Có hơn 700.000 người là Hikikomori, những người chối bỏ xã hội. Hikikomori là những người tự nguyện tách biệt khỏi xã hội. Họ thường trẻ, trung bình khoảng 30-31 tuổi, hoặc là trung niên thất nghiệp. Họ sống ở trong nhà bố mẹ, phần lớn thời gian ở trong phòng. Đồ ăn thức uống được đưa đến tận nơi. Một số người thậm chí còn không giao tiếp với bất kỳ ai và sống như vậy trong suốt cả thập kỷ. Tôi tự hỏi là tại sao họ có thể sống như vậy được chứ? 67. Ngoại tình thì chiếm tỷ lệ rất là lớn. Nhật Bản tỷ lệ ly hôn thấp, nhưng mà không phải do mọi cuộc hôn nhân đều êm đẹp. Ngay cả khi cuộc sống ngột ngạt, họ vẫn chọn ở cùng với nhau. Lý do là bởi nhiều phụ nữ Nhật ở nhà làm nội trợ và ly hôn sẽ khiến họ khó khăn về tài chính. Đàn ông thì sợ sau chia tay sẽ không còn được gặp con nữa. Do ở Nhật không có chuyện vợ chồng sau ly hôn mà cùng nuôi con chung. Chỉ một trong hai người được nuôi con mà thôi. 68. Đôi yêu nhau chỉ cần gặp nhau 1-2 lần mỗi tháng. Những đôi chim cu ở Nhật không gặp nhau hàng ngày như ở các quốc gia khác. Họ hoàn toàn thấy bình thường với tần suất gặp gỡ vài lần mỗi tháng. Họ cũng không dành quá nhiều thời gian cho nhau. Không nhắn tin, không gửi ảnh. Không phải tình yêu của họ nhạt nhẽo, mà đó là văn hóa ở xứ này. 69. Đi gần hay xa, bạn đều phải mang quà về cho đồng nghiệp và người thân. Dù chỉ là chuyến đi ngắn tới thị trấn gần đó, bạn vẫn phải mang về những món quà nhỏ, gọi là omiyage. Nếu mà không làm thế, bạn sẽ nhận được ánh mắt đầy lạ lẫm. Ở Nhật thậm chí câu nói vui rằng trung bình mỗi người dành 15 phút để ngắm cảnh và 45 phút để chọn omiyage. 70. Sau khi chia tay với bạn trai, các cô gái Nhật thường hay cắt tóc. 71. Người Nhật thường hút thức ăn và tạo ra tiếng. Điều đó được coi như là bạn đang rất thích món đó vì nó vô cùng ngon, ngon nuốt lưỡi luôn. Nếu mà bạn không làm thế, bạn có thể sẽ làm cho người thiết đãi bạn rất là buồn đấy. 72. Cái này hình như nói rồi, nhưng mà cho vào cho đủ số thôi. Tsukijo là chợ cá lớn nhất ở Tokyo với khoảng 2.000 tấn cá biển được bán ra mỗi ngày. 73. Làm diễn viên JAV có tiền, nhưng mà không hẳn là nhiều như tưởng tượng. Càng nổi tiếng và được yêu thích thì cachet lại càng cao hơn. Cachet mỗi ngày diễn viên nữ dao động ở khoảng 300 đô, khoảng hơn 6 triệu đồng. Cao hơn con số thì đạt đến 600 đô, hơn 12 triệu đồng cho một ngày làm việc. 74. Nhật Bản chưa giờ cấm đoán việc nói về sách, thậm chí là còn cổ suý cho xu hướng này. Bởi đất nước mặt trời mọc đang tỷ lệ sinh đẻ vô cùng thấp, Nhật Bản cấm nghề mại dâm nhưng mà lại hợp thức hóa ngành công nghiệp phim sách. 75. Như tất cả chuyên gia về JAV đều biết, phim sách Nhật hệ tới cảnh hấp dẫn là sensor che tè le hết, làm như kiểm duyệt phim cho trẻ 13 tuổi vậy. Còn mấy phim hentai thì đầy cảnh mấy cái vòi hiếp tới hiếp lui. Nói chung Nhật rất là bệnh và khó hiểu thật sự luôn. 76. Ngủ gật trong khi làm việc ở Nhật Bản được chấp nhận. Điều này có nghĩa là do quá mệt mỏi vì làm việc chăm chỉ. 77. Tặng cây có chậu cho người ốm đồng nghĩa việc nguyền rủa họ mau chết. 78. Một nơi thú cưng phải mua tất cả bảo hiểm dành cho chúng. Nếu không, con vật của bạn sẽ không được ra đường và được hưởng bất cứ quyền lợi nào của động vật. Cuối cùng, 79 rồi. Trong tiếng Nhật có hẳn một từ để chỉ việc chết vì quá tham công tiếc việc. Đó là karoshi. Vô cùng hấp dẫn đúng không nào? Và video đây cũng là kết thúc mất rồi. Đừng quên bấm like, share và subscribe tại channel để không bỏ lỡ những điều thú vị tiếp theo. Chân thành cảm ơn anh em.